Anh Vũ và Ngọc Hương xin kính chào quý vị khán giả thân mến của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Ngọc Hương ơi, hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, ngày 1 tháng 6 đó. Mà đối với những ngày này thì anh biết rằng các em thiếu nhi sẽ rất là chờ đợi. Vì sao? Vì các em sẽ được tặng nhiều quà nè, các em sẽ được các bậc phụ huynh dẫn đi chơi, dẫn đi ăn. Và phụ huynh thì thường dành thời gian nhiều cho các em để chăm sóc các em trong những ngày này. Đối với anh thì đầu bếp không có gì hơn là sẽ tặng cho các em một món bánh, hy vọng là các em sẽ rất là thích. Wow, một món bánh hả, hấp dẫn ha anh Vũ ha. Mà anh Vũ có để ý không, không gian bếp của mình nè, ngày hôm nay trang trí mừng ngày 1 tháng 6 quốc tế thiếu nhi. Mà nói đến bánh á thì Ngọc Hương mới nhớ, Ngọc Hương cũng thường làm bánh lắm á nha. Phải không đó ta? Thiệt mà. Bánh nào nè? Em hay làm bánh xèo nè, bánh bèo nè, bánh nhèo nè, bánh chay nè, bánh cháy nữa. Rồi anh biết thế nào em cũng được thôi, có bánh nhèo mà bánh cháy nữa, cụ thể là như thế nào? Khi mà em làm bánh bèo hay là bánh xèo á thì nhìn bèo nhèo quá không ai ăn á, nên nhà em kêu là bánh nhèo. Còn làm bánh chay cho bà ngoại á thì nó bị cháy nên bà ngoại kêu là bánh cháy. Thì ra là vậy. Nhưng mà em yên tâm đi, với chương trình hôm nay anh sẽ giới thiệu cho em cũng như quý vị khán giả một món bánh, đảm bảo rằng khi mà em thể hiện thì cả nhà sẽ rất là thích, đặc biệt là các em nhỏ sẽ thưởng cho khách những nụ hôn rất là ngọt ngào đó nha. Món bánh gì mà em cảm thấy anh có vẻ rất là phấn khởi? Rất là đơn giản Ngọc Hương à. Món bánh của chúng ta ngày hôm nay có tên là pizza thịt nguội. Nguyên liệu để làm món bánh này cần có đế bánh pizza, phô mai sợ, thịt nguội, lá thơm oregano, cà chua hộp, bắp hạt, hành tây băm, cần tây băm, thơm, cà chua, một số gia vị thông thường và hạt nêm ai ngon. Trước tiên thì anh sẽ bắt một cái nồi nước lên, luộc cà chua. Em giúp giùm anh luộc cà chua và sau đó lọc vỏ nha. Dạ. Đây, anh cho nước, em dặn lửa lên giùm anh nha. Và cà chua này anh sẽ bỏ cuốn, quét bỏ cuốn ha, gật chéo hai đường trên đầu như vậy thì chúng ta lọc vỏ mới dễ Ngọc Hương à. Thưa quý vị khán giả, chúng ta sẽ trần sơ cà chua để dễ dàng lọc vỏ. Rồi đây, bây giờ nước đã sôi ha. Anh sẽ cho cà chua vào. Rồi xong, chúng ta vớt ra. Rất là đơn giản. Rồi em cho ngay vào tô nước lạnh nha. Bây giờ Ngọc Hương giúp anh lọc vỏ cà chua như vậy ha, rất là đơn giản. Thịt nguội chúng ta sẽ cắt vuông có bề bản cỡ 1 cm. Còn thơm này anh cũng sẽ cắt miếng mỏng ha. Thì cắt mỏng như vậy. Cà chua thì sẽ cắt đôi như vậy và nặng bỏ hạt. Sau khi cắt nhỏ xong chúng ta bằm nhuyễn một chút. Bây giờ chúng ta sẽ làm sốt cà chua. Bây giờ anh sẽ cho một cái chảo lên ha. Anh sẽ cho vào đây một chút dầu. Đây, anh sẽ cho hành tây vào. Anh sẽ cho tiếp cần tây vào. Thêm chút xíu dầu nữa. Đó, Ngọc Hương xào khi mà thấy hành tây á nó trong á là được rồi đó nha. Bây giờ anh sẽ cho cà chua cô đặc vào. Ở đây thì anh cho một chút xíu thôi, cà chua cô đặc này sẽ làm tạo màu ha, cho món sốt chúng ta sẽ có màu sắc đẹp hơn. Và các bạn lưu ý khi chúng ta cho cà chua bát vào thì chúng ta nhớ ha, hạ lửa nhỏ vừa thôi. Chúng ta xào từ 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 cho cà chua bát ra màu nha. Tại vì chúng ta để lửa lớn quá là sẽ bị cháy ngay đó. Rồi bây giờ anh sẽ cho cái cà chua băm khi nãy vào. Và bắt đầu anh cho lửa lớn lên lại. Rồi sau khi chúng ta xào cho cà chua ráo nước như vậy ha, anh sẽ cho thêm vào đây khoảng nửa chén nước lạnh. Chúng ta phải nấu thêm cho cà chua được chín nữa ha. Và anh sẽ nêm vô đây khoảng nửa muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê đường và nửa muỗng cà phê hạt nêm ai ngon. Rồi chúng ta cũng đun từ từ ha, cho sốt cà chua chín mềm cạn sệt. Rồi bây giờ sốt cà chua chúng ta đã hoàn tất nha. Bây giờ anh sẽ cho ra chén. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nướng pizza ngay đi thôi ha. Thì trước khi nướng thì anh sẽ, ở đây là lá thơm oregano, anh sẽ cho vào đây một ít đường và anh sẽ trộn đều lên. Chúng ta cho đường vào lá thơm này để chúng ta sẽ rắc lên mặt bánh pizza, như vậy thì sau khi nướng món bánh chúng ta sẽ có màu vàng rất là đẹp và thơm nữa. Một mẹo nhỏ đây. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ cho một ít đường trộn vào trong lá thơm oregano để khi nướng thì món bánh của chúng ta sẽ có màu đẹp. Anh sẽ phết lên đây một lớp cà chua mỏng ha. Và Ngọc Hương nhớ là khi chúng ta phết thì chúng ta nên chừa cái rìa bánh khoảng 0,5 cm. Chúng ta đừng có phết đầy hết nha. Thì như vậy khi nướng thì sốt sẽ chảy tràn ra ngoài thì sẽ không có đẹp. Thì anh sẽ cho thơm lên như vậy ha. Kế tiếp anh sẽ cho thịt nguội
lên trên. Chúng ta cũng cho một lớp mỏng vừa thôi ha, cũng đừng có cho dày quá thì không ngon. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho bắp lên. Chúng ta cũng rải đều trên mặt bánh như vậy. Cuối cùng mình sẽ cho phô mai trên mặt. Anh sẽ rắc cái lá thơm oregano trộn với đường lên trên mặt như vậy. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn lò ha, anh sẽ cho vô để ngăn giữa của lò như vậy. Nhiệt độ nướng là 180 độ ha anh? Đúng vậy. Khi chúng ta nướng bánh pizza thì các bạn lưu ý là lò chúng ta phải chuẩn bị nóng sẵn. Như vậy thì bánh chúng ta mới ngon và giòn ha. Wow. Rồi chưa? Rất là vàng, đều đúng không nào? Yeah. Bánh pizza anh sẽ cắt cái làm sáo ha. Dạ. Yeah. Vàng. Đây. Mời em. Cảm ơn anh Vũ nha. Pizza thịt nguội, vỏ bánh thì giòn, nhân thì hài hòa vị chua chua ngọt ngọt, ăn thật là thích. Cảm ơn anh Vũ đã hướng dẫn cho em cũng như quý vị khán giả món bánh pizza thịt nguội. Đây cũng là món quà chương trình Món Ngon Mỗi Ngày dành tặng cho các bạn nhỏ thiếu nhi trong ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Và quý vị khán giả thân mến, hãy đừng quên chia sẻ với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày ở hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061 882 6188. Còn bây giờ thì Ngọc Hương và anh Vũ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.